cầu nguyện mạnh mẽ và dạng dĩ với Chúa. Hãy học theo tấm gương của Chúa Giêsu. Chúa đã lớn tiếng đổ nước mắt ra mà cầu nguyện, và ngay bây giờ Chúa vẫn đang cầu nguyện cho mỗi chúng ta. Hãy dâng lời cầu nguyện lên cho Chúa, đừng ngại ngần mà hãy thưa chuyện với Chúa ngay giờ phút này. Con xin tôi
rằng những lời ca tiếng hát bằng tấm lòng của anh chị em đã thấu đến Chúa và Ngài lắng nghe anh chị em. Hallelujah. Anh chị em là người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên những điều này phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Giêsu đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Bằng tình yêu lớn lao đó, Chúa đã yêu thương chúng ta. Vậy chúng ta cũng hãy yêu thương anh em của chúng ta. Hãy cùng tôi hòa lòng vào các tiên binh thiên sứ trong bài hát Giêsu Muôn Đời.